Xin chào tất cả các em. Rất vui được gặp lại các em trong bài giảng tiếp theo của cô. Ở bài học trước, cô đã hệ thống lại toàn bộ cấu trúc ngữ pháp ở cuối bài và cung cấp một video học từ vựng bằng gốc từ. Bây giờ, trước khi vào bài mới, chúng ta hãy làm một bài tập để kiểm tra kiến thức của buổi trước nhé. Xin mời các em hãy đến với đáp án cho bài tập số 1. Các em thân mến, cô soạn bài tập số 1 này để kiểm tra toàn bộ kiến thức của buổi trước của các em. Vì vậy, trong quá trình giải thích, cô sẽ không chiếu lại những cấu trúc ngữ pháp mà cô đã dạy các em ở buổi trước. Do đó, sau khi các em theo dõi phần giải thích của cô mà các em vẫn còn chưa hiểu thì xin mời các em hãy xem lại nội dung kiến thức của bài 1 nhé. Nào, chúng ta hãy bắt đầu với câu số 1. Câu số 1 như sau: The judge wept at the doors last night. Ở bài học trước, cô đã cung cấp cho các em hai cấu trúc must have verb P2 diễn tả một suy luận hợp lý trong quá khứ, còn should have cộng verb P2 diễn tả một bổn phận lẽ ra phải làm nhưng không làm. Vì vậy, căn cứ bằng nghĩa của câu số 1 như sau: cái sân này rất là ướt. Suy ra, chắc là tối qua trời đã mưa. Vì vậy, đáp án của câu số 1 là ý B. Tương tự như vậy với câu số 2: Mary failed the exam again. She did not harder. Câu số 2 có nghĩa là Mary lại trượt nữa rồi. Cô ấy lẽ ra phải học hành chăm chỉ hơn. Vì vậy, đáp án của câu số 2 là ý C. Câu số 3, ta có cấu trúc not until cộng với một time hoặc time clause cộng với một mệnh đề đảo ngữ, còn no sooner cộng với had chủ ngữ verb P2 cộng với than cộng chủ ngữ cộng verb quá khứ đơn sẽ bằng cấu trúc hardly cộng với had chủ ngữ verb P2 cộng when cộng chủ ngữ cộng verb quá khứ đơn. Vì vậy, các bạn nhìn trong câu 3 có từ than nên đáp án của câu số 3 sẽ là ý C. Tương tự như vậy với câu số 4, hardly đi với when, nên câu số 4 đáp án là ý A. Ở câu số 5, các em hãy căn cứ bằng cụm từ not until. Ta có cấu trúc sau not until cộng với một time hoặc time clause cộng với một mệnh đề đảo ngữ. Đảo ngữ là đảo toàn bộ trợ động từ to be hoặc động từ khuyết thiếu lên trước chủ ngữ. Vì vậy, ta có hai đáp án là B và C. Tuy nhiên, đáp án ý B không đúng bởi vì khi đã mượn trợ động từ đứt thì động từ đằng sau phải nguyên dạng. Vì vậy, đáp án cho câu số 5 là ý C. Ở câu số 6, các em căn cứ bằng từ necessary. Necessary là một trong những subjunctive. Subjunctive là những từ mà đằng sau nó verb phải nguyên dạng hoặc dùng should cộng verb nguyên dạng. Vì vậy, đáp án của câu số 6 là ý D. Câu số 7, the door, the high salary. She quit the job. Câu số 7, ta có cấu trúc sau ôm dâu cộng với một mệnh đề, còn sau inspire hoặc despair sẽ cộng với một cụm danh từ hoặc verb ing. The high salary là một cụm danh từ. Vì vậy, đáp án của chúng ta sẽ chỉ có thể là B hoặc C. Tuy nhiên, ý B không đúng bởi vì inspire phải có up, nên đáp án của câu số 7 là ý C. Câu số 8, sau because cộng với một mệnh đề, vì vậy ta phải cân nhắc giữa hai đáp án đó là ý A và ý B. Ý A khác ý B ở chỗ ý A động từ to be là is, ý B động từ to be là were. Tuy nhiên, các bạn hãy cận nhìn vào vế đằng sau của câu She got bad marks. Ta có từ got là quá khứ của động từ get, nên đáp án của câu số 8 là ý B. Các em thân mến, buổi trước các em đã học cấu trúc congratulate somebody on doing something. Nghĩa của cấu trúc này là chúc mừng ai vì đã làm gì. Vì vậy, đáp án của câu số 9 là ý A. Câu số 10, ta có cấu trúc needn't cộng verb nguyên dạng, nghĩa là không cần thiết phải làm gì, và mustn't cộng verb nguyên dạng, nghĩa là không được phép làm gì. Vậy, để làm được câu số 10, xin mời các em hãy căn cứ vào nghĩa của câu. Câu này như sau: It is poisonous. You did not drink it. Câu này nghĩa là nó rất là độc, vì vậy bạn không được phép uống nó. Nên đáp án của câu số 10 sẽ là ý B. Câu số 11, buổi trước các em đã học cấu trúc take notice of bằng cấu trúc pay attention to, nghĩa là chú ý. Lên câu số 11, đáp án sẽ là ý A. Câu số 12, các em căn cứ bằng từ impossible. Ta có hai cấu trúc it impossible cộng với that cộng với chủ ngữ cộng với verb và cấu trúc it impossible cộng với to verb. Vì vậy, ta có đáp án ý A và ý B loại bởi vì cả ý A và ý B sau that đều thiếu chủ ngữ, nên đáp án cho câu số 12 sẽ là ý C.
Để làm được câu số 13, xin mời các em hãy theo dõi 4 đáp án. Ý A, although, nghĩa là mặc dù. Ý B, so, nghĩa là vì vậy. Ý C, therefore, cũng có nghĩa là vì vậy. Tuy nhiên, so khác therefore ở chỗ so dùng để nối hai mệnh đề trong một câu. Vì vậy, so thường đứng sau dấu phẩy. Còn therefore dùng để nối câu hoặc các đoạn văn lại với nhau. Vì vậy, therefore thường đứng sau dấu chấm hoặc dấu chấm phẩy. Ý D, because, nghĩa là bởi vì. Vậy, để làm được câu này, các em phải dịch nghĩa của câu. The dog, the road was icy, many accidents happened. Câu này có nghĩa là đường rất là trơn, vậy rất nhiều tai nạn xảy ra. Vậy theo nghĩa của câu số 13, đáp án phù hợp sẽ là ý D. Câu số 14, to me, my mother is the dog in the world. Câu này có nghĩa là đối với tôi, mẹ tôi là người đẹp nhất thế gian này. Nên đáp án của câu số 14 là ý B. Câu số 15, ta có cấu trúc 6 file cộng với một somebody something cộng với một tính từ. Tuy nhiên, ta có hai tính từ đó là bored và boring. Tuy nhiên, tính từ bored là tính từ bị động, còn tính từ boring là tính từ chủ động. Tính từ chủ động là tính từ chỉ bản chất của sự vật, sự việc. Câu số 15, she finds the job so. Cô ấy thấy công việc rất là tẻ nhạt, vì vậy tính từ tẻ nhạt sẽ bổ sung ý nghĩa cho danh từ công việc, nên đáp án của câu số 15 là ý B. Câu số 16, ở buổi trước các em đã học cấu trúc day in day out, nghĩa là ngày này sang ngày khác, vì vậy đáp án của câu số 16 là ý B. Câu số 17, she always goes to school the door to make example for other students. Câu số 17 có nghĩa là cô ấy luôn đến trường đúng giờ để làm gương cho những học sinh khác. Ta có cấu trúc on time và in time đều có nghĩa là đúng giờ, kịp giờ. Còn in time for cũng có nghĩa là kịp giờ. Tuy nhiên, sau in time for phải cộng với một danh từ hoặc một cụm danh từ. Mà ở câu 17, đằng sau dấu chấm chấm của chúng ta là một to verb. Vì vậy, đáp án của câu số 17 là ý D. Ở câu số 18 là các em phải tìm một từ hoặc một cụm từ đồng nghĩa với từ gạch chân. Từ gạch chân trong câu 18 là từ late. Từ late nghĩa là muộn. Ta có ý A, behind time nghĩa là muộn. Ý B, early là sớm. Ý C, behind time từ đấy nghĩa là lạc hậu, lỗi thời. Ý D, lately nghĩa là gần đây. Vì vậy, đáp án của câu số 18 là ý A. Câu số 19, các em hãy căn cứ bằng từ wishing. Wishing nghĩa là ước. Ở buổi trước, các em đã học 3 loại câu ước. Đó là ước cho hiện tại, lùi về quá khứ. Ước cho quá khứ, lùi về quá khứ hoàn thành. Ước cho tương lai, lùi về út hoặc khút cộng với verb nguyên dạng. Vậy, để làm được câu 19, các em hãy căn cứ bằng trạng từ thời gian ở cuối câu. Đó là từ last night. Last night là trạng từ thời gian của quá khứ đơn. Vì vậy, đáp án của câu số 19 là ý B. Câu số 20, ta có cấu trúc a state bằng at risk bằng in danger, với nghĩa là gặp nguy hiểm hoặc bị đe dọa hoặc có nguy cơ. Vì vậy, đáp án của câu 20 là ý D. Câu số 21, ta có cấu trúc it is cộng với time cộng với since cộng với chủ ngữ cộng với last cộng với verb chia quá khứ đơn. Vì vậy, đáp án của câu số 21 là ý A. Câu số 22, các em phải tìm một cụm động từ đồng nghĩa với từ tolerate. Tolerate nghĩa là chịu đựng. Ta có ý A, look down on nghĩa là coi thường. Ý B, put up with nghĩa là chịu đựng. Ý C và ý D bằng nghĩa nhau, nghĩa là đuổi kịp, theo kịp. Vì vậy, đáp án của câu số 22 là ý B. Em thân mến, từ câu số 23 đến câu số 25 là kiểm tra về phần từ vựng của buổi trước. Ở bài học trước, những từ vựng này có mặt ở trong video clip ở cuối bài. Vì vậy, để làm được dạng bài tập này, các em phải xem xét nghĩa của 4 đáp án và nghĩa của câu. Câu số 23, ý A, geology là môn địa chất học. Ý B, geography là môn địa lý. Ý C, sociology là xã hội học. Và ý D, biology là môn sinh học. Vậy các em hãy căn cứ bằng câu số 23. The Earth is a study of the earth, landscape, peoples and environments. Vậy
là môn khoa học mà nghiên cứu về phong cảnh, về con người và môi trường. Vậy đáp án của câu số 23 là ý B. Câu số 24, ý A, psychology, là môn tâm lý học. Ý B, philosophy, là triết học. Ý C, geology, là địa chất học. Và ý D, calligraphy, là môn thư pháp. Vì vậy, câu số 24, the dirt is a study of surface, structures, origin of the earth, là môn khoa học nghiên cứu về bề mặt, cấu trúc và nguồn gốc của trái đất, nên đáp án của câu số 24 là ý C. Câu số 25, is a study of mind, là môn học mà nghiên cứu về tâm lý. Ý ta có ý A, geometry, là hình học. Ý B, speedometer, là cân tơ mét. Ý C, thermometer, là nhiệt kế. Còn ý D, psychology, là môn tâm lý học. Nên đáp án của câu số 25 là ý D. Xin mời các em hãy đến với dạng bài tập pronunciation. Ở dạng bài tập này sẽ có 4 câu, trong đó có 2 câu trọng âm và 2 câu phát âm. Ở 2 câu trọng âm, các em được yêu cầu tìm từ có vị trí trọng âm được nhấn ở vị trí khác so với các từ còn lại. Để làm được dạng bài tập này, các em phải nắm vững một số quy tắc trọng âm trong tiếng Anh. Vậy có bao nhiêu quy tắc trọng âm thì qua từng bài học cô sẽ cung cấp cho các em nhé. Ngoài 2 câu trọng âm thì chúng ta sẽ còn 2 câu phát âm. Ở dạng bài tập phát âm, chúng ta sẽ được yêu cầu tìm từ có phần gạch chân được phát âm khác so với các từ còn lại. Để làm được dạng bài tập này, các em phải đọc ít nhất 3 trong 4 từ, sau đó lưu ý xem phần gạch chân của mỗi từ được phát âm là gì, từ đó tìm ra đáp án đúng. Nào, bây giờ chúng ta hãy bắt đầu làm nhé. Ở câu số 1 là tìm từ có phần gạch chân được phát âm khác so với các từ còn lại. Câu số 1 muốn kiểm tra các em về cách phát âm của đuôi ED. Các em thân mến, ở bài học trước, các em đã học cách phát âm của đuôi ED. Bây giờ, xin mời các em hãy xem lại các quy tắc phát âm của đuôi ED nhé. Theo quy tắc phát âm của đuôi ED thì ý A trước ED là âm sh, lên ED sẽ phát âm là th. Ý B trước ED là p, lên ED cũng sẽ phát âm là th. Ý D trước ED là âm k, lên ED cũng phát âm là th. Còn ý C trước ED là th, lên ED sẽ phát âm là ED. Vì vậy, đáp án cho câu số 1 là ý C. Câu số 2, ý A đọc là heritage, ý B đọc là reserve, ý C đọc là physics, còn ý D đọc là basic. Ta có thể thấy ý A, ý B, ý C, âm S được đọc là z, còn ý D, âm S được đọc là s. Vì vậy, đáp án của câu số 2 là ý D. Ở câu số 3 là tìm từ có vị trí trọng âm được nhấn ở vị trí khác so với từ còn lại. Để làm được câu này, xin mời các em hãy theo dõi một quy tắc trọng âm dưới đây. Trong tiếng Anh, có những phụ tố mà bản thân nó nhận trọng âm. Ví dụ, entertain, trọng âm dư vật ten, Japanese, secret, volunteer, taboo, fundamental, employee, unit, picturesque, personality, bloom, continental. Tuy nhiên chúng ta có hai ngoại lệ, đó là từ coffee, trọng âm rơi vào âm đầu tiên, từ committee, trọng âm rơi vào meet. Quay lại câu của chúng ta, theo quy tắc trọng âm như chúng ta vừa xét thì bamboo, trọng âm rơi vào bull, cartoon, trọng âm rơi vào tune, engineer, trọng âm rơi vào near, Chinese, trọng âm rơi vào need. Vì vậy, ý A, bamboo, trọng âm rơi vào âm thứ hai, cartoon, trọng âm rơi vào âm thứ hai, engineer, trọng âm rơi vào âm thứ ba. Vì vậy, đáp án của câu số 3 là ý C. Để làm được câu số 4, xin mời các em hãy theo dõi một quy tắc trọng âm dưới đây. Đó là quy tắc trọng âm đối với hậu tố. Có các hậu tố có trọng âm được đặt ở âm tiết ngay trước hậu tố. Đó là những hậu tố sau. Hậu tố ion trong từ musician. Vì đuôi ion lên trọng âm sẽ rơi vào dịch, possible, bullet, effective, serious, advantageous, endangered, romantic, ability, comparative. Tuy nhiên chúng ta có một ngoại lệ, đó từ politic, trọng âm rơi vào âm tiết đầu. Theo quy tắc trọng âm như vậy,
Đáp án ý B, substantial, trọng âm rơi vào stand âm thứ hai. Ý C, demolish, trọng âm rơi vào more âm thứ hai. Dramatic, trọng âm rơi vào me âm thứ hai. Vì vậy, đáp án của câu số 4 là ý A.